Buồn lắm mọi người ạ. Bạn cún này là em có chuyển về Tây Ninh cách đây 6 hôm, cũng là đặt niềm tin vào khách nhiều quá ấy. Khi mà vào đến Sài Gòn, chuyển xe về Tây Ninh thì anh khách ấy, anh vẫn nghe máy. Nhưng mà đến khi mà về Tây Ninh rồi, anh có ra xe để kiểm tra bạn cún ấy mọi người. Thì anh ấy có phản ánh lại với cha em là bạn cún, bạn ấy có rỉ mắt. Thì mọi người cũng biết là con chó đi đường xa từ Hà Nội vào Tây Ninh mất hơn 2 ngày. Nên là cái chuyện mà có rỉ mắt thì nó là một chuyện quá là bình thường luôn. Thì em cũng có giải thích với anh ấy. Với cả bên trại em ý, thì là còn có chế độ bảo hành là về sức khỏe là 15 ngày một đổi một nữa cơ. Nhưng anh ý thì anh nhất quyết bảo là không nhận. Xong anh ấy bảo bọn em là anh ấy cứ đem con chó về, anh ấy nuôi, nó khỏe mạnh các thứ rồi ý, thì là anh mới chuyển tiền cho bên em. Thì mọi người thấy cái điều đấy là cái điều quá là vô lý và không thể nào mà theo được đúng không ạ? Vậy nên là em đã nhờ nhà xe cho bạn cún ăn và chuyển quay đầu ra Hà Nội. Thì là hôm nay là bạn ấy cũng đã về đến trại em rồi ạ. Khi mà làm video này đấy thì là em cũng cảm thấy là rất là vui. Vui vì là bạn cún đã về với trại em an toàn. Và một cái vui nữa đấy là bạn ấy sẽ tìm được một người chủ yêu thương bạn ấy hơn và sẽ có cuộc sống tốt hơn. Đấy mọi người thấy không? Vận chuyển một con chó đi xa nó là cả một vấn đề luôn. Nhiều khi là chó đã lên đường rồi nhưng mà bọn em còn chưa được cầm tiền. Nhà xe sẽ có trách nhiệm là thu hộ tiền cho bọn em. Đã có rất là nhiều lần bọn em còn bị nhà xe bùng tiền ấy. Chó thì giao rồi nhưng mà tiền thì không được nhận về. Hoặc là cái trường hợp như cái bạn cú này gửi về nhưng mà khách chỉ vì một tí rỉ mắt thôi mà không nhận con cún. Nhiều khi cọc tiền thì khách hàng cứ sợ là bị lừa ấy. Tại vì bây giờ thì cái nạn lừa đảo nó cũng rất là nhiều. Nhưng mọi người thấy không, trại em này đều là địa chỉ rõ ràng, nhân viên đến chủ trại thì rất là rõ ràng luôn. Bọn em quay hết cả mặt mũi lên. Chứ còn mọi người thấy là những cái chỗ lừa đảo thì họ sẽ không bao giờ họ dám quay mặt mũi thật. Còn bọn em thì bọn em sẵn sàng gọi video để cho khách xem chó trực tiếp tại trại luôn. Còn cái việc không cọc ấy thì mọi người thấy đấy, gửi chó vào khách thì lại không nhận. Lúc đấy thì lấy lý do này lý do kia hoặc là nhiều khi gọi điện còn tắt máy luôn ấy. Con chó chuyển quay lại trại em như thế nhiều khi nó không may mắn ấy. Nó còn không thể về đến trại mạnh khỏe được. Tại vì mọi người thấy là đi nó cả tuần, cả một tuần luôn ấy. Mà kể cả cái tiền cước vận chuyển hai đầu thì nó cũng rất là cao luôn. Bạn cún trong hình thì em sẽ chăm sóc thêm vài ngày để cho sức khỏe bạn ý ổn định và sẽ tìm nhà mới cho bạn ý mọi người nhé. Các anh chị yêu thương bạn ý thì có thể liên hệ số hotline để đón bạn ạ. Xin chào mọi người.